Chào mừng các em học sinh đến với tiết học kỹ thuật lớp 8 với chủ đề trang trí đồ vật. Các em à, xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật được tạo dáng và trang trí đẹp, phù hợp với mục đích sử dụng của con người. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề trang trí đồ vật. Ở bài này, có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là trang trí quả giấy. Nội dung thứ hai là tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Vậy ở tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em tìm hiểu về nội dung thứ nhất, trang trí quả giấy. Và để các em có thể vẽ và sáng tạo ra được những chiếc quạt đẹp, thì chúng ta cần chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập sau. 1. Là sách học kỹ thuật lớp 8. 2. Là tẩy. 3. Là bút chì. 4. Là màu vẽ. Ngoài ra thì các em có thể chuẩn bị cho cô thêm những dụng cụ để làm quạt như kéo, bút, giấy, hồ dán và những nan tre để chúng ta làm nan quạt. Trước khi vào bài học, các em cần nắm được mục tiêu của bài học như sau. 1. Là hiểu được cách tạo dáng và trang trí quạt giấy. 2. Là có thể tạo ra được một chiếc quạt giấy từ những vật liệu có sẵn trong đời sống của chúng ta như giấy, tre, vải, làm theo ý thích. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1. 1. Quan sát nhận xét. Cô mời các em cùng quan sát trên màn hình và hãy cho cô biết công dụng của quạt giấy trong đời sống của chúng ta như thế nào. Quạt giấy được sử dụng rất là phổ biến trong đời sống của chúng ta. Nó được sử dụng để quạt mát, dùng để biểu diễn hay sử dụng trong trang trí. Như vậy chúng ta đã biết công dụng của quạt giấy. Vậy quạt giấy có hình dáng như thế nào? Quạt giấy thường có hình dáng phổ biến là nửa hình tròn, nhưng bên cạnh đó, để tạo sự phong phú về kiểu dáng thì quạt giấy còn được thiết kế với nhiều hình dáng khác nhau. Các em cùng quan sát đi trên màn hình để chúng ta thấy được sự đa dạng, phong phú về kiểu dáng của những chiếc quạt giấy này. Bên cạnh sự phong phú về kiểu dáng thì những chiếc quạt giấy này cũng được trang trí rất đẹp. Em hãy quan sát trên màn hình và nhận xét cho cô về họa tiết, bố cục sắp xếp họa tiết và màu sắc được sử dụng trong trang trí những chiếc quạt này. Họa tiết thường là hoa, lá, con vật hay phong cảnh. Về bố cục sắp xếp các họa tiết là nhắc lại, xen kẽ, tự do hay đối xứng. Về màu sắc thì tùy vào từng loại quạt giấy, mục đích sử dụng mà người ta lựa chọn màu sắc có thể rực rỡ, đơn giản hay nhẹ nhàng. Qua phần tìm hiểu vừa rồi thì chúng ta rút ra được kết luận như sau. Quạt giấy được sử dụng trong đời sống hàng ngày, dùng để trang trí hoặc biểu diễn. Quạt có hình dáng khác nhau và trang trí bằng nhiều họa tiết phong phú và đa dạng. Về màu sắc, trang nhã tùy vào mục đích sử dụng và cảm xúc của người vẽ. Vậy để có thể giúp các em sáng tạo ra được những chiếc quạt giấy theo ý thích, thì cô mời các em cùng chuyển sang hoạt động 2. 2. Cách vẽ. Một nhỏ là tạo dáng. Các em quan sát lên trên màn hình. Ở hình 2 hướng dẫn cho chúng ta cách tạo dáng quạt giấy. Vậy để tạo được quạt giấy thì bước thứ nhất, các em sử dụng compa và quay hai nửa vòng tròn đồng tâm có đường kính khác nhau giống như ở hình A. Sau đó, các em kẻ hai đường chéo từ tâm ra hai bên rồi vẽ nan quạt giống như ở hình B. Sau khi tạo dáng quạt xong thì các em có thể trang trí chiếc quạt cho thêm sinh động. Thế làm thế nào ta có thể trang trí được thì bây giờ chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ. Cách trang trí. Các em quan sát hình 3 và hình 4 để chúng ta hình dung ra được cách trang trí những chiếc quạt giấy này.
Bước thứ nhất, đó là chúng ta tìm bố cục theo thể thức đối xứng, không đối xứng hoặc trang trí bằng đường diêm. Bước thứ hai là tìm các họa tiết trang trí như hoa lá, con vật, hình mạc. Và bước thứ ba là tìm màu phù hợp với nền và họa tiết. Có thể vẽ các họa tiết trang trí trên nền màu của giấy quạt. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta cách thể hiện, phác thảo một bài tạo dáng và trang trí quạt giấy ở trên giấy. Nhưng để giúp các em có thể tạo ra được chiếc quạt giấy từ những vật dụng có sẵn trong đời sống của chúng ta, thì sau đây các em sẽ quan sát cho cô một đoạn video. Video đã hướng dẫn cho chúng ta tạo ra được một sản phẩm quạt giấy cụ thể để đưa vào sử dụng. Vì thông qua đoạn video này cũng giúp cho các em có thể tự tạo cho mình một chiếc quạt giấy theo ý thích. Và trước khi đến với hoạt động thứ ba thì cô mời các em cùng tham khảo những sản phẩm của các bạn học sinh để giúp các em có thêm ý tưởng sáng tạo chiếc quạt cho riêng mình. Và bây giờ thì cô sẽ mời các em cùng chuyển sang hoạt động 3, thực hành. Em hãy tạo dáng và trang trí quạt giấy theo ý thích. Và các em sẽ hoàn thiện bài tập và đồng thời nghiên cứu trước cho cô nội dung bài 4 trong sách giáo khoa và chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ cho bài học sau. Cô chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ hai của bài học tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Trước khi vào bài học, các em cũng cần nắm được cho cô về mục tiêu của bài học như sau. Hiểu được cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh, có thể tạo ra được những chiếc chậu cảnh từ những phế liệu như chai, lọ hay lon bia. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1, quan sát nhận xét. Cô mời các em cùng quan sát lên trên màn hình và hãy cho cô biết công dụng của chậu cảnh trong đời sống của chúng ta như thế nào. Chậu cảnh dùng để trồng cây và trang trí khuôn viên cho nhà đẹp hơn. Từ vai trò của chậu cảnh, nhưng chúng đã được sáng tạo với những khác nhau. Vậy,
Em có nhận xét gì về hình dáng của những chiếc chậu cảnh này? Chúng có giống nhau không? Có nhiều hình dáng và kích cỡ khác nhau. Có loại cao, loại thấp, loại to, loại nhỏ. Có loại miệng hình tròn, hình đa giác tròn hay hình tứ giác. Có loại thì miệng rộng, miệng hẹp, thường miệng chậu to hơn đáy chậu, hoặc có chậu miệng và đáy bằng nhau. Nét tạo dáng của thân chậu khác nhau, có nét cong, có nét thẳng hoặc kết hợp cả hai. Em hãy quan sát lên trên màn hình và hãy cho cô biết những chiếc chậu cảnh này được sắp xếp họa tiết như thế nào và sử dụng những họa tiết gì. Chậu cảnh được sắp xếp họa tiết theo dạng họa tiết nhắc lại, xen kẽ, đối xứng hay tự do. Trang trí bằng các họa tiết như hoa, lá, con vật, phong cảnh hoặc các mảng màu. Em có nhận xét gì về màu sắc và chất liệu chậu cảnh? Rất phong phú và đa dạng, phù hợp với loại cây cảnh và nơi trưng bày. Vậy để các em có thể sáng tạo ra được những chậu cảnh theo ý thích thì cô mời các em cùng chuyển sang hoạt động 2. Hai lớn, tạo dáng và trang trí chậu cảnh. Một nhỏ và tạo dáng. Để tạo được dáng chậu cảnh thì bước thứ nhất, các em sẽ vẽ phác khung hình và kẻ đường trục. Bước thứ hai là các em hãy tìm tỉ lệ các bộ phận và vẽ phác nét chính. Miệng, cổ, vai, thân và đế. Bước thứ ba là vẽ chi tiết. Dựa vào các nét phẳng thẳng các em đã phát hình dáng của chậu, các em điều chỉnh lại cho chậu hoàn chỉnh. Sau khi tạo dáng chậu cảnh xong thì các em sẽ trang trí cho chậu cảnh thêm sinh động. Vậy làm thế nào để ta có thể trang trí được? Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm bố cục và họa tiết trang trí. Các em có thể trang trí ở miệng, ở vai, ở thân của chậu cảnh. Bước thứ hai là vẽ họa tiết vào mảng. Họa tiết có thể hoa, lá, phong cảnh hay các con vật. Sắp xếp theo tự do, nhắc lại hay xen kẽ. Bước thứ ba là tìm màu của họa tiết và thân chậu. Ta có thể lựa chọn màu sắc đậm, nhạt, đi theo một gam màu. Ví dụ như ở trên màn hình, chúng ta sẽ trang trí chậu cảnh với gam màu lạnh hoặc gam màu nóng. Lưu ý khi các em tô màu, chú ý màu của họa tiết phải nổi bật lên trên nền màu của chậu cảnh.
Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em thể hiện bài vẽ trên giấy, nhưng để giúp các em có thể tạo ra được chậu cảnh từ những phế liệu, thì sau đây các em sẽ quan sát đoạn video. Thank you.
video vừa rồi đã giúp cho các em hiểu rõ hơn về cách tạo dáng và trang trí một chậu cảnh từ những phế liệu, bỏ đi, những chai, lọ, để giúp các em có thể tự tạo cho mình một chậu cảnh trang trí cho nơi ở của mình. Trước khi đến với hoạt động 3, cô mời các em cùng tham khảo những sản phẩm của các bạn học sinh để giúp các em có thêm ý tưởng sáng tạo và những chiếc chậu cảnh cho riêng mình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động 3, thực hành. Yêu cầu của bài là các em sẽ tạo dáng và trang trí một chậu cảnh theo ý thích. Các em có thể thực hiện qua hai hình thức. Một là các em tạo dáng và trang trí ở trên giấy. Hai là các em có thể sưu tầm những phế liệu trong đời sống của chúng ta để chúng ta tự tạo cho mình một sản phẩm có thể sử dụng được. Các em sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành bài và xem trước cho cô chủ đề 2, thưởng thức mỹ thuật, sơ lược về mỹ thuật thời Lê. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em học sinh có nhiều sức khỏe, chăm ngoan và học tốt. Cô chào tất cả các em.